Bác sĩ tiết lộ về già cứ chăm ăn 5 thứ rau rẻ tiền này, gan sạch độc tố, sống khỏe, sống thọ. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Handmade VN. Quý vị thân mến, gan là một bộ phận cực kỳ quan trọng, thực hiện đến hơn 500 nhiệm vụ mỗi ngày để duy trì hoạt động của cơ thể. Một trong những chức năng chính của gan là phân loại và đào thải độc tố. Vì vậy, khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra ở gan, các độc tố sẽ bị tích tụ lại, khiến cho sức khỏe giảm sút. Trong trường hợp này, cách giải độc gan đơn giản tại nhà sẽ là một lựa chọn tối ưu để bạn có thể loại bỏ được những chất độc và giúp lá gan của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Vậy cụ thể sử dụng những loại rau rẻ tiền nào mà lại làm sạch gan khỏi các độc tố thì mời bạn cùng Handmade VN chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay. Nguyên liệu chính cho ngày hôm nay đó chính là trái bầu. Hôm nay mình sẽ thu hoạch một quả như thế này. Bạn cũng có thể mua nó dễ dàng ở chợ hoặc siêu thị. Bạn hãy cắt đôi quả bầu này ra nhé. Sau đó các bạn sử dụng nạo hoặc dao để cạo bỏ phần vỏ này đi. Bạn nạo nhẹ một chút để không vào sâu phần trong thịt bầu. Trong quả bầu thì rất giàu dưỡng chất flavonoid như là camphoron, quercetin, là một trong những chất chống oxy hóa rất mạnh mẽ. Nó giúp cải thiện khả năng giãn nở của mạch máu bên trong cơ thể và kiểm soát huyết áp, nhờ đó mà làm giảm nguy cơ bị rối loạn do thoái hóa thần kinh, bệnh ung thư hay các bệnh về tim mạch. Trong bầu còn có chứa protein và carbohydrate, chất xơ, nó giúp ngăn ngừa thừa cân, béo phì, phòng ngừa tiêu chảy và các rối loạn. Bạn sẽ thái quả bầu này thành những miếng tròn, có thể thái dài tùy theo sở thích của gia đình mình. Độ dày 1cm như thế này, khi ăn sẽ có độ giòn. Bây giờ thì các bạn sẽ cho toàn bộ phần bầu này vào một cái xửng hấp nhé. Quả bầu rất giàu các vitamin như là vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, biotin, vitamin K và vitamin P, là những vitamin giúp bạn giảm nguy cơ đột quỵ và ngăn ngừa bệnh tê phù, tăng cường hệ thống miễn dịch và tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng cho các hoạt động của cơ thể. Một loại quả rất giàu các lợi ích cho sức khỏe. Chính vì vậy mà các bạn hãy thêm nó cho gia đình của chúng ta nhé. Bạn sẽ để trong nồi hấp như thế này trong khoảng thời gian 10 phút. Và đây là toàn bộ phần bầu mình đã hấp chín. Bây giờ mình sẽ để sang một bên để cho nó nguội bớt nhé. Trong lúc đó thì mình sẽ đi chuẩn bị thêm các nguyên liệu tiếp theo. Mình sẽ cần sử dụng 4 tép tỏi như thế này. Các bạn hãy bóc sạch phần vỏ của tỏi ra nhé. Với những người mắc bệnh cao huyết áp hoặc các bệnh lý về tim mạch thì việc ăn tỏi là một trong những bài thuốc tự nhiên rất hiệu quả. Thành phần chính của tỏi đó chính là allicin. Ngoài ra trong tỏi còn có chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là selen. Selen có khả năng kích thích làm sạch mạch máu, đồng thời làm giảm hàm lượng cholesterol xấu để lưu thông máu được tốt hơn. Để món ăn này ngon hơn thì mình có chuẩn bị thêm 6 cái nấm hương khô như thế này. Các bạn ngâm qua nước 30 phút, rồi sau đó đem thái nhỏ như thế này nhé. Nấm hương có chứa nhiều khoáng chất như selen, đồng, thiamin, magie, phosphor và kẽm. Nhưng đặc biệt, nấm hương còn có chứa rất nhiều kali. Nó sẽ giúp giảm tác động tiêu cực mà natri gây ra cho cơ thể. Đồng thời, nó còn làm giảm căng thẳng trong mạch máu, giúp làm giảm huyết áp. Và đây là toàn bộ phần nấm hương mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp nữa thì mình sẽ chuẩn bị thêm một chút hành lá. Nó sẽ làm cho món ăn này thêm phần hấp dẫn hơn. Wow.
Với món ăn này thì chúng ta sẽ chuẩn bị thêm một vài gia vị, 1/2 thìa cà phê bột ngọt, 1/3 thìa cà phê muối, 1/3 thìa cà phê tiêu, 2 thìa cà phê nước tương, 2 thìa cà phê dầu ô liu và 30g nước lọc. Bây giờ thì các bạn hãy chuẩn bị một cái chảo để dày một chút để chúng ta cùng nấu nhé. Cho toàn bộ phần dầu ô liu vào, sau đó cho toàn bộ phần tỏi đã phi vàng vào và cho nấm hương vào đảo sơ. Sau đó thì các bạn sẽ cho toàn bộ phần gia vị vào nấu cho tan và nấu trong 2 phút. Bây giờ cho toàn bộ phần bầu vào, xào thêm 5 phút nữa là tắt bếp. Món ăn này đã hoàn thành và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Mỗi tuần các bạn sẽ sử dụng từ 3 đến 4 bữa. Có thể sử dụng vào bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối đều được. Trong một tuần thì các bạn nên đa dạng các loại rau củ quả để không bị mất cân bằng dinh dưỡng. Và điều quan trọng đối với những ai đang bị huyết áp cao như thế này thì một chế độ ăn chay trong thời gian từ 8 đến 10 ngày là vô cùng quan trọng để giúp cho cơ thể của bạn cân bằng được huyết áp. Thành phần đầu tiên cho công thức này là hạt sen. Ở đây thì mình sử dụng hạt sen tươi. Nếu như các bạn không mua được hạt sen tươi thì bạn cũng có thể sử dụng hạt sen khô nhé. Khi sử dụng bạn chỉ cần ngâm trong nước từ 8 đến 10 tiếng là được. Nó được biết đến như một loại dược liệu y học cổ truyền. Nó có giá trị và không thể thiếu khi chế biến các món ăn. Hạt sen được chứng minh là rất tốt cho sức khỏe, giúp nâng cao và cải thiện cơ thể. Nó như một món quà của thiên nhiên ban tặng cho con người và nó còn có rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Hạt sen có hàm lượng chất protein, magie, kali và phốt pho cao, trong khi hàm lượng mỡ bão hòa, natri và cholesterol lại thấp. Theo các nghiên cứu hiện đại thì hạt sen có chứa chất albumin, chất mỡ, chất đường, canxi, phốt pho và sắt. Nó có tác dụng hỗ trợ hạ huyết áp, phòng chống thiếu máu trong cơ tim, ức chế sức co thắt của tim. Và theo đông y, hạt sen được xem như một dược phẩm quý, có thể chữa các bệnh như là suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, mất ngủ, kém ăn, tâm phiền và bệnh ăn uống khó tiêu. Hạt sen giúp bổ sung lượng kali vào máu, giúp cho cơ thể của bạn lấy lại sự cân bằng. Nhờ đó mà các tế bào thần kinh cũng hoạt động một cách chính xác hơn, nâng cao khả năng trao đổi chất. Với công thức này thì bạn sẽ cần 100g hạt sen tươi. Nếu như không có thì các bạn hãy sử dụng 50g hạt sen khô. Sau đó thì các bạn sẽ rửa phần hạt sen này thật sạch. Bây giờ thì bạn cần chuẩn bị một cái nồi và cho toàn bộ phần hạt sen vào nồi nhé. Tiếp nữa, bạn sẽ chuẩn bị thêm 500ml nước lọc. Bạn cho toàn bộ phần nước lọc vào nồi và đặt lên bếp. Bạn sẽ bật bếp ở chế độ nhiệt lớn. Sau khi nước sôi lên hẳn thì bạn sẽ hạ lửa nhỏ liu riu và đun trong khoảng thời gian là 30 phút để hạt sen thật mềm. Nếu dùng hạt khô thì các bạn có thể đun lâu hơn, lên đến 45 phút. Và nguyên liệu thứ hai cho công thức này là táo. Táo là một trong những loại trái cây có khả năng làm tăng lưu lượng máu. Táo chứa nhiều vitamin C giúp cơ thể hấp thụ chất sắt được tốt hơn, trong khi sắt là nguyên tố quan trọng trong việc hình thành huyết sắc tố và vận chuyển oxy đi nuôi các tế bào. Bạn sẽ gọt bỏ phần vỏ nhé. Và táo được biết đến là một loại trái cây có chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Bây giờ thì các bạn sẽ cắt táo thành những miếng nhỏ nhé, sau đó chia thành những cái hạt lựu nhỏ hơn. Sau đó các bạn sẽ sử dụng bột năng để áo một lớp phía ngoài, khiến cho món trà này của bạn có một phần topping thật là ngon và hấp dẫn. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái nồi nhé và đun sôi nước. Khi các bạn đã đun sôi được phần nước thì các bạn sẽ cho toàn bộ phần táo này và đun khoảng 5 phút với lửa nhỏ. Sau khi mà các bạn đun được 5 phút rồi thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Sau đó các bạn sử dụng một tô nước lạnh ở bên cạnh để cho toàn bộ phần táo vào để phần táo của mình nó được giòn và không bị mềm nhé.
Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị đến nguyên liệu thứ ba, đó chính là đường phèn. Bạn sẽ cần 150g đường phèn cho công thức này. Bây giờ thì bạn sẽ cho toàn bộ phần đường phèn này vào nồi hạt sen đã đun được 30 phút nhé. Các bạn nhớ nhé, hạt sen đã mềm thì các bạn mới cho đường, để cho cái phần hạt sen của chúng ta nó không bị sượng. Và bạn sẽ đun đến khi phần đường tan là được, cỡ tầm từ 3 đến 5 phút. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình một gói trà ô long 2g nhé. Và cho vào nồi hạt sen đã được đun sôi. Đun được 2 phút thì các bạn sẽ tắt bếp và ủ trà trong khoảng thời gian là 10 phút. Sau đó thì các bạn sẽ vớt bỏ phần bã trà nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ lọc lấy phần nước trà và để riêng phần hạt sen vào một cái tô. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Bạn sẽ cho phần hạt sen và táo vào cốc, nhiều ít thì tùy theo sở thích của mỗi người. Và bây giờ thì các bạn sẽ thêm đá nếu thích uống lạnh. Và tiếp nữa, các bạn sẽ cho thêm phần trà vào nhé. Và đây là mình đã có một ly trà rất là thơm ngon và bổ dưỡng như thế này rồi đây. Thêm một lá húng vào đây để cho nó được đẹp mắt hơn. Và trà thì có hương vị rất dễ chịu. Bạn uống một tách trà 400ml mỗi ngày và uống trong 7 ngày liên tục và bạn sẽ thấy hài lòng với kết quả mà nó đem lại. Nguyên liệu đầu tiên cho công thức này đó chính là mướp hương. Bạn sẽ sử dụng số lượng tùy ý với số lượng người trong gia đình của bạn cho phù hợp nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng 5 quả mướp hương như thế này. Các bạn hãy sử dụng nạo để nạo gọt phần vỏ phía ngoài. Tuy nhiên các bạn không cạo quá dày để nó vẫn giữ được lớp vỏ xanh cứng ở phía ngoài để nó tạo độ giòn được cho món ăn này nhé. Nó đặc biệt được biết đến với tác dụng tốt cho mắt. Mướp là một trong những loại rau đại bổ, là một thực phẩm vàng tốt cho mắt. Và đa phần chúng ta chỉ ăn mướp hương vì ngon hay vì ngày hè nóng muốn ăn mướp cho nó mát. Nhưng ít ai biết đến rằng mướp chứa một lượng lớn vitamin A. Đây là một loại vitamin vô cùng quan trọng đối với thị lực của chúng ta. Nó giúp làm giảm tình trạng khô mắt và bảo vệ mắt khỏi các vi khuẩn, virus, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể. Và đây là toàn bộ phần mướp mình có, mình sẽ đem rửa sạch và thái thành những lát tròn nhé. Nó còn được biết đến với tác dụng ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Do nó có chứa một lượng lớn chất xơ bên ngoài, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Nó giúp cho người bệnh cảm thấy no lâu hơn và làm chậm quá trình giải phóng đường vào trong máu, ngăn chặn mức tăng đột biến sau bữa ăn. Từ đó, đường huyết của bạn sẽ được kiểm soát và tác động rất tích cực đến tình trạng của bệnh tiểu đường. Nó còn được biết đến với tác dụng đó là hỗ trợ sức khỏe cho tim mạch rất hiệu quả. Các nghiên cứu quan sát cho thấy những người ăn nhiều chất xơ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn. Pectin là một loại chất xơ hòa tan được tìm thấy ở trong mướp, đặc biệt hiệu quả trong việc làm giảm mức cholesterol LDL toàn phần. Trong một đánh giá dựa trên kết quả của 67 nghiên cứu, tiêu thụ ít nhất 2 đến 10 gram chất xơ hòa tan mỗi ngày trong khoảng từ 1 đến 2 tháng đã làm giảm đi trung bình tổng lượng cholesterol xấu xuống còn 1,7 mg. Và mướp cũng rất giàu kali. Nó có thể giúp bạn giảm được huyết áp cao bằng cách làm giãn nở các mạch máu, huyết áp khỏe mạnh hơn, có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch hay đột quỵ. Và hơn thế nữa, một chế độ ăn giàu carotenoid tương tự như được tìm thấy ở trong mướp có tác dụng bảo vệ cơ thể rất đặc biệt để chống lại các bệnh lý về tim mạch, huyết áp. Sau khi các bạn đã thái xong như thế này rồi, các bạn hãy chuẩn bị một nồi hấp và cho phần mướp hương này vào hấp 2 phút, tính từ lúc nước sôi. Theo đông y, đây còn là một trong những vị thuốc trị viêm xoang cực kỳ hiệu quả. Chính vì vậy mà ai đang bị mắc những chứng bệnh về viêm xoang thì nên thường xuyên ăn loại quả này nhé. Sau khi mình đã hấp được 2 phút như thế này rồi thì mình sẽ tắt bếp và để sang một bên nhé. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị thêm các nguyên liệu tiếp theo. Mình sử dụng 4 tép tỏi, các bạn hãy đem bằm nhuyễn phần tỏi này ra nhé. Tỏi không chỉ là một loại gia vị thiết yếu trong nhà bếp mà nó còn làm giúp tăng hương vị cho các món ăn.
Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Để cho món ăn này được ngon hơn thì hãy chuẩn bị thêm 4 củ hành khô như thế này, đem bằm nhuyễn phần hành khô này. Và đây là toàn bộ phần hành mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Với món ăn này thì không thể thiếu được đó chính là hành lá. Các bạn hãy chuẩn bị một nhúm nhỏ hành lá như thế này và thái thật nhỏ để cho món ăn này thêm phần hấp dẫn hơn nhé. Người Trung Hoa, Ấn Độ hay Hy Lạp cổ đại, La Mã và cả người Ai Cập đều biết đến lợi ích của hành. Và khoa học hiện đại cũng đã chứng minh rằng hành có chứa hàng tá hợp chất giúp kháng khuẩn, kháng sưng viêm, tăng cường sức khỏe cho tim mạch và đường ruột. Và đây là toàn bộ phần hành mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Các bạn hãy sử dụng thêm 5 cái nấm hương khô như thế này, các bạn cũng có thể sử dụng nấm hương tươi. Nếu như sử dụng nấm hương khô thì hãy đem ngâm nước trước 15 phút và bây giờ sẽ thái nhỏ phần nấm hương này nhé. Và đây là toàn bộ phần nấm hương mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Và đây là một vài gia vị cần chuẩn bị cho món ăn này. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái chảo lớn một chút, cho thêm dầu ô liu vào. Tiếp nữa là các bạn hãy cho phần hành khô và tỏi khô vào để đảo đều nhé. Khi mà các bạn thấy phần hành và tỏi này đã hung hung vàng rồi, hãy cho phần nấm hương này vào và xào từ 2 đến 3 phút. Bây giờ các bạn hãy cho toàn bộ phần gia vị mà chúng ta đã chuẩn bị từ ban đầu vào nhé. Thêm vào đó là 30g nước lọc. Các bạn hãy cho toàn bộ phần mướp hương vào và đảo thêm cho mình 30 giây nữa là được. Sau đó cho toàn bộ hành lá đã thái nhỏ vào và đảo đều là chín. Phần mướp này chúng ta đã hấp chín rồi, cho nên là các bạn chỉ cần đảo qua để nó thấm gia vị là được. Vậy là đã xong một món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng. Nếu những ai đang trong chế độ ăn kiêng để trị bệnh thì đây là một trong những món ăn mà bạn nên thêm vào chế độ dinh dưỡng của mình. Nếu đối với những ai đang mắc chứng bệnh tiểu đường thì các bạn nên sử dụng nó là một trong những bữa ăn thay cho những món ăn cầu kỳ nhiều dầu mỡ khác. Dầu ô liu đặc biệt rất tốt đối với những người đang mắc chứng bệnh tiểu đường. Ngải cứu, 50g ngải cứu cho công thức này. Tùy thuộc vào số lượng người trong gia đình mà bạn có thể làm nhiều hoặc ít hơn tùy ý. Ngải cứu là một thần dược tự nhiên điều trị ho và cảm cúm rất hiệu quả. Liều thuốc tự nhiên như thế này đã được ông bà tận dụng từ thời xa xưa bởi nó có rất nhiều các dưỡng chất quý giá cùng với tinh ấm nên thường được sử dụng cho việc giải cảm, trị ho. Và lá ngải cứu thì hồi sinh xương khớp được khỏe mạnh. Theo thống kê cho thấy tỷ lệ người mắc các bệnh lý về xương khớp đang ngày càng tăng lên theo cấp số nhân và càng có xu hướng trẻ hóa. Chúng ta thường hay có thói quen sử dụng thuốc giảm đau trong các trường hợp này. Tuy nhiên, thói quen này về lâu dài lại cực kỳ có hại cho sức khỏe. Trong đông y, ngải cứu có vị đắng, cay, tính ấm, có tác dụng tăng khí huyết và thường được sử dụng để điều trị viêm khớp. Bên cạnh đó thì trong ngải cứu có chứa nhiều tinh dầu, xenon. Đây đều là những chất có khả năng sát khuẩn, giảm viêm, giảm đau nhức xương khớp, hỗ trợ làm liền sẹo rất hiệu quả, giúp đẩy lùi các cơn đau nhức cột sống, cơ, xương khớp do bệnh lý và do thay đổi thời tiết. Ngải cứu là một trong những loại giúp cơ thể đào thải độc tố rất hiệu quả. Nó đóng một vai trò cực kỳ tốt là một chất lợi tiểu. Tinh dầu có trong ngải cứu loại bỏ sự tích tụ của các hàm lượng bất lợi như là ure, axit uric, chất béo, muối dư thừa và nước. Nhờ vậy, cơ thể có thể bài trừ được các chất độc hại, hỗ trợ gan thận hoạt động tốt hơn. Những trường hợp bị thừa cân, cao huyết áp, viêm khớp, bệnh gút liên quan đến sự tích tụ độc tố trong cơ thể. Khi sử dụng dầu ngải cứu thì có thể giúp cân bằng và sức khỏe được cải thiện rất đáng kể. Và đây là toàn bộ phần ngải cứu mình có. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái nồi, sau đó cho toàn bộ phần ngải cứu này vào nồi nhé. Tiếp nữa các bạn sẽ thêm vào 300ml nước lọc. Đặt lên bếp và đun sôi trong khoảng thời gian 5 phút là được.
Sau khi đã đun được 5 phút như thế này rồi, các bạn hãy chuẩn bị một cái tô để chúng ta lọc riêng phần nước. Phần cái này thì các bạn hãy để riêng và chúng ta ăn ở ngoài kèm theo với món ăn này nhé. Bây giờ mình sẽ để cho phần nước này thật nguội. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị thêm trứng gà. Ở đây thì mình sử dụng 5 quả trứng gà con so, nó rất nhỏ như thế này. Còn nếu như các bạn sử dụng trứng gà bình thường thì các bạn hãy sử dụng 3 quả thôi nhé. Trong trứng có chứa rất nhiều các loại vitamin như vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12 và một số các khoáng chất vi lượng như magie, canxi, kẽm, sắt. Nó là một trong những nguồn protein rất dồi dào và chứa một số loại axit tốt cho hệ miễn dịch. Đặc biệt là đối với chị em phụ nữ thì lòng trắng chính là thần dược giúp chống lão hóa cho làn da. Protein có trong trứng có vai trò rất quan trọng trong việc sửa chữa mô và thắt chặt làn da. Và vitamin D có trong trứng gà giúp tiêu thụ canxi làm cho xương được chắc khỏe. Vì vậy những ai đang có những triệu chứng loãng xương thì cần bổ sung trứng và thực đơn hàng ngày. Bạn sẽ khuấy đều phần trứng này lên nhé. Phần nước cũng đã nguội, bây giờ các bạn sẽ cho 2,5 thìa canh nước luộc ngải cứu vào như thế này, sau đó khuấy đều. Các bạn hãy chuẩn bị một cái đĩa sâu lòng và lược phần trứng này qua rây nhé. Mình sẽ chuẩn bị một cái sừng hấp để đem hấp phần trứng này. Khi nước bắt đầu sôi rồi thì các bạn hãy cho phần trứng này vào và hấp trong khoảng thời gian 10 phút với lửa nhỏ. Và trong lúc chờ đợi món ăn này thì mình sẽ đi chuẩn bị thêm một vài nguyên liệu nữa để thêm vào món ăn này. Mình cần sử dụng một nắm hành lá như thế này, nhiều ít thì tùy theo khẩu vị của gia đình. Hành lá rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, nó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch và nhiều bệnh lý khác. Trợ giúp hệ tiêu hóa, hành lá rất giàu chất xơ giúp hệ tiêu hóa được tốt hơn, tăng cường hệ thống miễn dịch, cảm lạnh, chống ung thư, tốt cho mắt, tốt cho hệ tim mạch và giúp tăng cường hệ xương. Và đây là toàn bộ phần hành mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Và dưới đây là một vài gia vị mà chúng ta sẽ cần cho món ăn này. Các bạn sẽ cho toàn bộ phần gia vị này vào nồi, sau đó đun sôi lên là được. Phần trứng sau khi đã hấp được 10 phút như thế này, các bạn hãy dùng một cái dĩa các bạn thử. Nếu như phần trứng không còn dính dĩa nữa là trứng đã chín. Bây giờ mình sẽ bắc ra khỏi bếp. Sử dụng một con dao, sau đó cắt trứng thành những miếng, tạo hình cho nó nếu như bạn thích. Bạn sẽ thêm nước tương vào như thế này, sau đó thêm vào một chút hành lá sống, ăn cùng sẽ rất là ngon và hấp dẫn. Mỗi tuần các bạn nên ăn từ 1 đến 2 bữa như thế này, một suất như thế này đủ cho 3 người ăn. Nếu gia đình bạn ít người hoặc nhiều người thì hãy nấu theo số lượng người của gia đình bạn nhé. Phần ngải cứu các bạn hãy sử dụng để ăn kèm với nước tương như một món rau luộc bình thường. Nên duy trì hàng tuần để nhận được nhiều nhất những giá trị lợi ích cho sức khỏe. Thứ năm đó chính là sử dụng trà xanh. Trà xanh có đặc tính chống oxy hóa rất mạnh, do đó nó có tác dụng rất tốt trong việc bảo vệ gan khỏi các tác động và các tấn công có hại. Bên cạnh đó thì trà xanh còn thúc đẩy hoạt động của gan, ngăn ngừa tình trạng tích tụ mỡ trong gan. Ngoài ra, uống một lượng vừa đủ trà xanh hàng ngày còn giúp cho bạn giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về ung thư như là ung thư gan, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng. Trên đây là 5 loại rau tốt nhất cho huyết áp. Bạn thích sử dụng loại rau nào nhất? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé. Nếu thấy video này hữu ích
Hãy chia sẻ nó tới người thân, bạn bè của bạn để cùng nhau chăm sóc sức khỏe. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Nếu bạn thích video này, hãy bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Bấm vào quả chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Thiếu máu não nên ăn gì để cải thiện được tuần hoàn máu lên não? Chào các bạn quay trở lại kênh Handmade VN. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Tăng cường tái tạo máu là điều mà rất nhiều người bệnh quan tâm. Ngoài những thay đổi về lối sống, từ bỏ những thói quen xấu thì thực phẩm mà bạn tiêu thụ hàng ngày thật sự có tác động rất đáng kể đối với sức khỏe, cũng như tình trạng thiếu máu não nói riêng. Thiếu máu não là tình trạng giảm dần tuần hoàn máu lên não, khiến cho các tế bào não ở một hoặc nhiều vùng không nhận đủ oxy và chất dinh dưỡng, dẫn đến rối loạn chức năng có thể gây chết vĩnh viễn. Bạn sẽ thường cảm thấy bị đau đầu, chóng mặt hay có các triệu chứng như những cơn đau ban đầu chỉ nhoi nhói, khó chịu nhưng dần dần xuất hiện với tần suất dày hơn, buốt lên tận đỉnh đầu, khiến bạn dễ có cảm giác hồi hộp, lo lắng, mệt mỏi, không thể tập trung vào công việc. Với những biểu hiện trên, rất có thể bạn đang mắc chứng bệnh thiếu máu não. Đừng quá lo lắng mà thay vào đó bạn hãy hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Vì bệnh lý này có thể chuyển biến tốt nếu như bạn tập thể dục thường xuyên và có một chế độ ăn uống phù hợp. Video ngày hôm nay chia sẻ tới bạn một số loại thực phẩm có tác dụng giúp cải thiện tình trạng thiếu máu não. Và sau đây là những loại thực phẩm mà bạn nên sử dụng trong thực đơn của mình. Thứ nhất, các loại rau lá xanh ví dụ như cải xoăn, cải bó xôi, cải rổ, bông cải xanh rất giàu những thành phần dinh dưỡng tốt cho não bộ, chẳng hạn như vitamin K, lutein, folate, beta-carotene. Nhiều nghiên cứu cho thấy những thực phẩm này có tác dụng làm chậm quá trình suy giảm nhận thức do lão hóa. Nhóm thứ hai đó là cá béo, là một trong những món ăn giúp bổ não hàng đầu. Các loại cá béo là một nguồn cung cấp axit béo omega 3 rất dồi dào, cũng như các chất béo không bão hòa khác, tốt cho sức khỏe. Thành phần này có thể giúp làm giảm nồng độ beta-amyloid trong máu, một loại protein hình thành nên các khối gây tổn thương não bộ ở những người bệnh Alzheimer. Một nghiên cứu vào năm 2017 cho thấy những người bổ sung nhiều omega 3 giúp tăng lưu lượng máu lên não. Các nhà nghiên cứu cũng quan sát thấy mối liên hệ giữa mức độ omega 3 và khả năng tăng cường nhận thức hoặc tư duy. Nếu bạn thuộc nhóm người không thích ăn cá thì các bạn hãy tham vấn ý kiến bác sĩ hoặc là các chuyên gia dinh dưỡng về việc bổ sung một vài các thực phẩm giàu omega 3 hay có thể lựa chọn nguồn omega 3 thay thế khác từ hạt lanh, quả bơ hay hạt óc chó. Mình thì thích những loại hạt hơn là bổ sung từ thực phẩm chức năng. Thứ ba đó là nhóm các quả mọng. Theo nghiên cứu thì flavonoid, một sắc tố tự nhiên trong thực vật giúp cho chúng có màu sắc sặc sỡ, cũng giúp tăng cường sức khỏe não bộ và cải thiện được trí nhớ. Năm 2012, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Annals of Neurology cho thấy những phụ nữ dùng từ 2 phần dâu tây hay việt quất mỗi tuần có quá trình suy giảm trí nhớ chậm hơn đến 2 năm rưỡi. Thứ tư, đây là một loại hạt rất phổ biến, đó chính là hạt óc chó. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy có một mối liên hệ giữa việc tiêu thụ nhiều hạt óc chó với kết quả cải thiện điểm số kiểm tra nhận thức. Hạt óc chó có chứa một loại axit béo omega 3 có tên là axit alpha linoleic, có tác dụng làm hạ huyết áp và bảo vệ động mạch. Đây là thực phẩm tốt cho sức khỏe của cả tim mạch và não bộ. Vì vậy, nếu như bạn đang tìm hiểu về việc thiếu máu não nên ăn gì mà không thích ăn cá thì óc chó là một trong những lựa chọn rất đáng để các bạn cân nhắc thay thế để sử dụng. Thứ năm đó là ngũ cốc nguyên hạt. Ngũ cốc nguyên hạt có chứa rất nhiều vitamin, nhất là vitamin E. Bạn có thể nâng cao được sức khỏe của não bộ nhờ ăn những thực phẩm từ ngũ cốc nguyên hạt, chẳng hạn như gạo lứt, lúa mạch, yến mạch, bánh mì ngũ cốc nguyên hạt. Thứ sáu đó chính là trứng. Trứng cũng là một trong những thực phẩm tốt cho não bộ. Trong trứng có chứa rất nhiều các vitamin nhóm B, bao gồm vitamin B6, vitamin B12, acid folic, hay còn gọi là vitamin B9. Và nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy các vitamin này có khả năng ngừa teo não và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức. Một vài nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người tiêu thụ một quả trứng mỗi ngày có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 18% và nguy cơ tử vong do tai biến mạch máu não thấp hơn 28% so với những người không ăn trứng. Đây thực sự là một trong những con số rất ấn tượng để chúng ta có thể thêm trứng vào cuộc sống hàng ngày của mình. Thứ bảy đó là các sản phẩm từ đậu nành.
Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ các sản phẩm từ đậu nành như là đậu hũ kỳ, đậu phụ, sữa đậu nành cũng có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh đột quỵ do thiếu máu não cục bộ. Các sản phẩm từ đậu nành chứa một nhóm chất chống oxy hóa có tên là polyphenol. Nghiên cứu cho thấy polyphenol có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và cải thiện khả năng nhận thức. Ngoài ra thì các polyphenol trong sản phẩm từ đậu nành được gọi là isoflavone. Những thành phần này hoạt động như một chất chống oxy hóa và mang lại rất nhiều những giá trị lợi ích cho sức khỏe chung của cơ thể. 8. Không thể bỏ qua được đó chính là nhóm thịt bò. Thịt bò là một trong những sản phẩm rất giàu đạm và sắt và nhiều dưỡng chất khác. Không những vậy, thịt bò còn có một hàm lượng vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12 giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình tái tạo hồng cầu, hỗ trợ hoạt động của não bộ. Và thịt bò thì các bạn có thể chế biến rất nhiều các món ăn khác nhau, ví dụ như là bít tết, xào, nấu hay là nướng đều rất là ngon và hấp dẫn. Và đặc biệt lưu ý ở đây là những người mắc bệnh thiếu máu não thì không nên ăn những gì. Bên cạnh những thực phẩm tốt cho sức khỏe, cũng có những thực phẩm ăn vào gây ra nhiều tác động xấu đến hệ tim mạch và não bộ nếu như tiêu thụ quá nhiều. Những thực phẩm nên tránh nếu như bạn muốn có một hệ tuần hoàn và cơ thể khỏe mạnh. Thứ nhất đó là thức ăn nhanh. Những món ăn nhanh dù trông rất bắt mắt nhưng luôn luôn tiềm ẩn nguy cơ khiến cholesterol trong máu tăng cao. Điều này cũng liên quan đến nguyên nhân gây xơ vữa động mạch, ảnh hưởng đến quá trình máu lưu thông lên não. Thứ hai đó là các thức ăn được chế biến sẵn hay thực phẩm đóng hộp. Thực phẩm đóng hộp có chứa rất nhiều chất bảo quản cũng như chứa một lượng muối lớn, gây ảnh hưởng xấu đến huyết áp và tim mạch. Do đó, tốt hơn hết bạn nên tránh xa những thực phẩm này trong bữa ăn hàng ngày. Thứ ba đó là rượu bia hay là đồ uống có cồn. Nếu như người bị bệnh thiếu máu não thì tuyệt đối không nên uống những đồ uống này vì có thể làm cho tình trạng trở nên xấu hơn. Thứ tư đó là nước ngọt có ga. Các loại nước ngọt có ga có thể làm tăng lượng cholesterol xấu trong cơ thể, gây ra những biến chứng nguy hiểm như đột quỵ cho người thiếu máu não. Trên đây là những loại thực phẩm tốt và không tốt cho não bộ cũng như tim mạch và có rất nhiều các tác dụng lợi ích cho sức khỏe. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn giải đáp phần nào câu hỏi về bệnh thiếu máu não thì nên ăn gì. Về già cứ ăn bí ngô kiểu này, cải thiện thị lực, hiệu quả tốt gấp vạn lần thuốc bổ đắt tiền. Mắt mờ, mắt kém đến đâu cũng sáng rực trở lại. Nhắc tới rau củ quả thì đúng là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta, đúng không nào? Và đặc biệt nó còn được ví như liều thuốc tự nhiên giúp bồi bổ mắt và cải thiện thị lực. Thế nhưng không phải ai cũng biết hết tất cả các loại rau củ quả tốt cho mắt. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn một thức uống rất mạnh mẽ. Nó được mệnh danh là nữ hoàng hồi sinh cho đôi mắt. Mắt mờ, mắt kém đến mấy cũng sáng rực trở lại. Vậy cụ thể cách làm thức uống này như thế nào thì xin mời bạn cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Nguyên liệu đầu tiên cho công thức ngày hôm nay mình sử dụng đó chính là bí đỏ. Mình cần sử dụng 180g bí đỏ. Bạn sẽ cần sử dụng số lượng tùy thuộc vào nhu cầu của gia đình. Với cách làm này sẽ đủ cho 3 suất ăn. Bây giờ các bạn hãy đem gọt sạch phần vỏ của bí đỏ như thế này nhé. Bí đỏ được biết đến với tác dụng là bảo vệ thị lực. Tình trạng thị lực giảm dần theo tuổi tác xảy ra khá phổ biến ở bất cứ ai. Bí đỏ là một thực phẩm rất dồi dào các chất dinh dưỡng có liên quan đến bảo vệ thị lực khi bạn lớn tuổi hơn. Thiếu vitamin A là nguyên nhân rất phổ biến dẫn đến mù lòa. Bí đỏ chứa hàm lượng cao beta-carotene cung cấp cho cơ thể của bạn vitamin A. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng người có lượng beta-carotene cao có nguy cơ thấp mắc phải đục thủy tinh thể. Bí đỏ cũng là một trong những nguồn thực phẩm chứa nhiều lutein và zeaxanthin, là hai hợp chất có liên quan đến nguy cơ thoái hóa điểm vàng, liên quan đến tuổi tác và đục thủy tinh thể. Ngoài ra thì bí đỏ còn có chứa một lượng lớn vitamin C và vitamin E rất tốt cho cơ thể và nó có chức năng như chất chống oxy hóa và có thể ngăn chặn các gốc tự do gây tổn hại cho các tế bào mắt của bạn. Bí đỏ còn được biết đến với công dụng là làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Các gốc tự do là phân tử được tạo ra bởi quá trình trao đổi chất của cơ thể. Những chất này có vai trò rất quan trọng trong việc tiêu diệt vi khuẩn có hại. Tuy nhiên, khi các gốc tự do được tạo ra quá mức trong cơ thể của bạn, thì sẽ xảy ra trạng thái gọi là stress oxy hóa, có liên quan đến các bệnh mãn tính, bao gồm như bệnh tim hay ung thư. Bí đỏ có chứa các chất chống oxy hóa như alpha-carotene, beta-carotene và beta-cryptoxanthin.
Đây là những chất có thể vô hiệu hóa các gốc tự do, ngăn chặn chúng làm hỏng các tế bào của bạn. Và bí đỏ còn được biết đến với tác dụng là tăng cường sức đề kháng. Bí đỏ chứa các chất dinh dưỡng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Bí đỏ chứa hàm lượng beta-carotene cao, chất này được chuyển hóa trong cơ thể thành vitamin A. Và vitamin A có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và giúp chống lại nhiễm trùng. Ngược lại, những người bị thiếu vitamin A có thể có hệ thống miễn dịch yếu hơn. Và trong bí đỏ cũng rất giàu vitamin C, nó đã được chứng minh là có khả năng làm tăng sản xuất các tế bào bạch cầu, giúp các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn và làm lành vết thương nhanh hơn. Và loại quả này còn rất đặc biệt, đó là nó có công dụng giúp chống bệnh tiểu đường. Bí đỏ có khả năng giúp kiểm soát bệnh tiểu đường rất hiệu quả. Các hợp chất thực vật có trong bí đỏ có thể giúp hấp thụ gluco vào các mô và ruột, cũng như cân bằng mức độ gluco của gan. Bí đỏ có liên quan đến khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Các nhà nghiên cứu cho rằng các hợp chất có trong bí đỏ có thể được chế tạo thành thuốc chống tiểu đường. Và đây là toàn bộ phần bí đỏ mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cần chuẩn bị thêm 30g mè trắng. Các bạn cũng có thể sử dụng mè đen nếu như không có mè trắng nhé. Mè khi kết hợp cùng với bí đỏ sẽ giúp cho bạn cải thiện được sức khỏe của tim mạch. Hợp chất này rất giàu lượng kali, vitamin C và hàm lượng chất xơ cao. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng những người có hàm lượng kali cao thường có huyết áp thấp hơn và giảm nguy cơ đột quỵ. Đây là hai yếu tố dẫn đến nguy cơ của bệnh tim. Hợp chất này cũng có chứa nhiều chất chống oxy hóa cho cholesterol LDL ra khỏi quá trình oxy hóa. Khi cholesterol LDL bị oxy hóa, có thể đóng cục dọc theo thành mạch máu. Điều này có thể hạn chế các mạch máu của bạn và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. 30g mè trắng. Bạn hãy đem rang phần mè này lên nhé. Rang ở lửa nhỏ, vừa phải đến khi nó vàng lên là được. Bạn biết không, mè là một trong các thực phẩm rất tốt cho hệ tiêu hóa. Mè là thực phẩm chứa nhiều chất xơ, lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày là từ 25 đến 30g. Chất xơ sẽ làm chậm tốc độ hấp thụ đường vào máu cũng như thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên và tiêu hóa trơn tru hơn. Ngoài ra thì công dụng của mè có thể giúp bạn làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Với hàm lượng vitamin và khoáng chất, chất chống oxy hóa cao thì công dụng của mè có thể giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ thị lực, làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và tăng cường sức khỏe của trái tim, làn da. Bạn hãy kết hợp thức uống này cùng với chế độ ăn uống của mình để nhận được những lợi ích sức khỏe mà loại thực phẩm này đem lại nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cần chuẩn bị thêm táo đỏ. Những tác dụng của táo đỏ hầu hết đến từ thành phần dinh dưỡng bên trong. Nó có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa. Đặc biệt, đây là một nguồn cung cấp rất phong phú các hợp chất như flavonoid, polysaccharide và acid chytopenic. Bên cạnh đó thì trong táo đỏ còn có chứa nhiều vitamin và khoáng chất ít calo, giàu các loại chất khoáng như phosphor, canxi, magie và một lượng vitamin B phức hợp nhất định. Quả táo đỏ đã được sử dụng như một vị thuốc trong y học cổ truyền. Với công thức này mình sẽ cần sử dụng 5 quả táo đỏ. Bạn hãy đem rửa sạch phần táo đỏ này đi nhé. Táo đỏ được biết đến với tác dụng hỗ trợ điều trị mất ngủ. Do trong nó có chứa hợp chất phenolic và flavonoid có tác dụng làm dịu hệ thần kinh. Chính vì vậy mà táo đỏ có tác dụng như một loại thuốc an thần tự nhiên. Chất saponin và flavonoid hay polysaccharide có trong táo đỏ cũng đã được chứng minh có tác dụng an thần. Nhờ đó mà công dụng của táo đỏ giúp cho bạn ngủ ngon hơn. Bây giờ các bạn hãy cắt phần táo đỏ này ra thành những phần nhỏ nhé. Táo đỏ được biết đến là một loại quả rất giàu các chất chống oxy hóa và vitamin C. Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C nên táo đỏ có khả năng chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa các loại bệnh mãn tính, tăng cường hệ miễn dịch và chống viêm cho cơ thể. Một nghiên cứu trên động vật cho thấy flavonoid có trong táo đỏ còn giúp giảm căng thẳng và viêm nhiễm ở gan. Táo đỏ còn được biết đến với chức năng hỗ trợ tăng cường trí nhớ. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy chiết xuất của táo đỏ có thể cải thiện trí nhớ và giúp bạn bảo vệ các tế bào não, thúc đẩy trí nhớ được tốt hơn. Và những tác dụng này của táo đỏ là nhờ vào hợp chất chống oxy hóa và chất chống viêm, chống lại stress oxy hóa gây hại cho não. Đây là toàn bộ phần táo đỏ mình có.
Bây giờ mình sẽ cho toàn bộ phần táo đỏ và các nguyên liệu mình đã chuẩn bị vào một cái nồi. Thêm vào đó là 800ml nước. Đặt lên bếp và đun. Các bạn sẽ đun 20 phút tính từ lúc nước sôi, sau đó tắt bếp nhé. Thức uống này có chứa nhiều carotenoid, là những hợp chất có hoạt động như chất chống oxy hóa. Điều này giúp cho việc vô hiệu hóa các gốc tự do, có thể bảo vệ cơ thể của bạn chống lại một số bệnh ung thư. Cho toàn bộ hỗn hợp vào máy xay và xay thật nhuyễn. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những người có lượng alpha caroten và beta caroten cao sẽ có nguy cơ thấp hơn mắc các bệnh ung thư dạ dày. Tương tự, nhiều nghiên cứu khác cũng đã phát hiện ra rằng những người có hàm lượng carotenoid cao có nguy cơ mắc bệnh viêm họng, tụy, ung thư vú và các bệnh ung thư khác thấp hơn. Mỗi tuần các bạn nên sử dụng từ 2 đến 3 ly thức uống như thế này. Các bạn có thường hay sử dụng bí đỏ hay không? Và bạn thường hay sử dụng bí đỏ theo cách như thế nào? Hãy chia sẻ ở phía dưới phần bình luận cách mà các bạn thường làm để mọi người cùng được biết nhé. Nếu các bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like, bấm đăng ký và bấm vào quả chuông để nhận các thông báo về video mới nhất của Handmade VN. Nếu bạn thích cách làm này, bạn cũng có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới màn hình. Gan là một trong những cơ quan đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển hóa các chất, tổng hợp protein, thải độc tố và hỗ trợ tiêu hóa thức ăn nhờ sản sinh ra dịch mật. Bạn có biết gan còn là tuyến bộ phận lớn nhất trong cơ thể và phải chăm chỉ thực hiện hơn 500 chức năng nhiệm vụ mỗi ngày để duy trì sự sống. Nó làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm vì bạn mà chưa có bất cứ cơ quan nhân tạo nào có thể thay thế được. Gan của chúng ta đang bị đe dọa bởi môi trường sống ô nhiễm, đồ ăn, thức uống có chứa nhiều độc tố. Một phương pháp hoàn toàn tự nhiên để làm sạch gan, sử dụng hỗn hợp này trong 7 ngày liên tiếp, các chất độc trong gan sẽ được rửa sạch. Bạn đang tự hỏi làm thế nào để có thể làm sạch gan trong 7 ngày đúng hay không? Thức uống đó là gì? Cách làm nó như thế nào và nó có tác dụng gì đối với sức khỏe tổng thể hay không? Thì mời bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Có rất nhiều các thông tin hữu ích về sức khỏe sẽ chia sẻ tới bạn. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Nguyên liệu đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là gừng. Gừng giúp bạn giải độc gan. Loại củ cay này là một công cụ tự nhiên rất nổi tiếng để giải độc gan nhiễm mỡ và làm sạch toàn bộ cơ thể. Mình sẽ cần sử dụng 20g gừng tươi cho công thức này. Gừng là một loại thảo mộc được sử dụng khi bạn mắc các chứng bệnh như là viêm tụy, sỏi mật, mệt mỏi tuyến thượng thận, các bệnh về gan, khó thở, mất ngủ, cảm cúm, cảm lạnh, các bệnh về tuyến giáp, viêm khớp, đau nhức xương khớp. Bây giờ các bạn sẽ gọt bỏ phần vỏ của gừng như thế này nhé. Gừng là một loại cây đã được sử dụng trong chữa bệnh tự nhiên trong nhiều thế kỷ, do đó nó được đánh giá cao trong Ayurveda và y học thay thế. Từ thời cổ đại, người ta đã biết rằng loại cây này có tác dụng giảm đau và đẩy nhanh quá trình chữa lành các vết thương do cảm lạnh. Ngoài ra thì nó còn là một loại thảo mộc tự nhiên rất tuyệt vời để giải độc cơ thể. Điều này là do chất gingerol mang lại vị cay cho gừng, nhưng cũng đã được chứng minh là một chất chống oxy hóa rất tuyệt vời. Gừng giúp bạn xoa dịu những cơn co thắt ở gan, điều chỉnh nhiệt độ của gan và nó có thể khiến gan nóng lên, thoát khỏi tình trạng tắc nghẽn hoặc làm mát gan đang quá nóng và lấy lại được sự cân bằng, tùy thuộc vào nhu cầu của gan tại thời điểm đó. Bây giờ các bạn hãy đem phần gừng này đi bào thật nhỏ nhé. Gừng rất hữu ích đối với những lá gan. Gừng rất hữu ích với lá gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Và đây là toàn bộ phần gừng mình có, mình sẽ để vào một cái đĩa và để sang một bên nhé. Tiếp theo đó chính là tỏi. Tỏi loại bỏ mọi chất béo và độc tố. Một thành phần rất mạnh mẽ khác trong quả bom vitamin này sẽ làm sạch cơ thể bạn khỏi mọi độc tố có hại. Chúng ta sẽ cần sử dụng 5 tép tỏi. Các bạn hãy cắt bỏ phần đầu và phần đuôi của tép tỏi như thế này nhé. Thì việc bóc tỏi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tỏi là một trong những loại kháng sinh tự nhiên rất hữu ích cho sức khỏe. Nó có khả năng kháng virus, vi khuẩn, kháng nấm, chống ký sinh trùng, giàu hóa thực vật allicin, một hợp chất lưu huỳnh ngăn ngừa bệnh tật. Tỏi được sử dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến tim và hệ tuần hoàn, chẳng hạn như tăng huyết áp, hạ huyết áp,
tăng cholesterol, thừa cholesterol, bệnh tim mạch vành, nhồi máu cơ tim, giảm lưu lượng máu do hẹp động mạch và xơ vữa động mạch. Nó cũng là một trong các loại thực phẩm rất tuyệt vời giúp bạn chống lại cảm lạnh, cúm, viêm họng, vi khuẩn gây viêm phổi, ung thư liên quan đến virus. Và nó cũng giúp bạn loại bỏ được kim loại nặng độc hại trong đại tràng và giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch. Bây giờ các bạn hãy cắt nhỏ phần tỏi này ra nhé. Khi nói đến việc làm sạch gan khỏi chất béo thì tỏi là một nguyên liệu không thể thiếu được trong các bài thuốc như thế này. Nó kích thích tạo ra các enzyme cần thiết giúp cơ thể của bạn loại bỏ được tất cả các chất độc hại. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp nữa thì mình sẽ cần đến hành tây, một củ hành tây nhỏ như thế này. Hành tây làm sạch gan và tụy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bóc vỏ hành tây, sau đó thì mình sẽ cắt nó thành những miếng nhỏ. Trong hành tây có chứa vitamin C, vitamin B, acid folic, sắt và canxi. Mỗi thành phần này đều có một vai trò riêng trong việc giải độc của cơ thể. Nó rất giàu selen, methionin và allicin, các dược chất quý có nhiệm vụ trực tiếp là giải độc gan và bảo vệ phổi cũng như làm đẹp da. Bạn sẽ chia đôi củ hành tây như thế này và thái nhỏ nó ra nhé. Hành tây là một loại kháng sinh tự nhiên được khuyên dùng khi bạn mắc các chứng bệnh như là trào ngược dạ dày, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư, viêm tai, cúm, nhiễm tụ cầu khuẩn, các bệnh lý về gan, thiếu máu não. Và đây là toàn bộ phần hành tây mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Nguyên liệu tiếp theo mình cần đó chính là một củ nghệ tươi 10g như thế này. Các bạn cũng có thể sử dụng bột nghệ nếu như không có nghệ tươi, gọt bỏ phần vỏ của nó đi nhé. Trong nghệ có chứa rất nhiều các hoạt chất chống oxy hóa, kháng khuẩn, ngăn ngừa và ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư cũng như chống viêm. Ngoài ra thì nghệ còn có chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng lành mạnh chẳng hạn như protein, chất xơ, vitamin B3, vitamin C, vitamin E, vitamin K, canxi, kali, đồng, sắt, magie và kẽm. Nó có khả năng là xoa dịu gan và giảm thiểu tình trạng co thắt. Nghệ giúp bạn giải độc toàn thân và nghệ không thể thiếu được trong các công thức giải độc gan tự nhiên. Nó có chứa một chất gọi là curcumin, nó tạo ra một màu vàng rất đặc trưng cho nghệ. Và thành phần hóa học này nó giúp làm sạch máu, để khi máu vào gan ít độc tố hơn. Và đây là toàn bộ phần nghệ mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cần sử dụng đến một quả chanh. Bạn biết không, chanh là một loại thực phẩm rất tuyệt vời giúp cơ thể cải thiện khả năng sản xuất axit glycerol và mật, đồng thời làm tăng hoạt tính của mật. Nó chứa muối khoáng vi lượng, tiêu diệt các mầm bệnh như các vi khuẩn có hại, nấm mốc, nấm men giúp bảo vệ hệ miễn dịch của gan. Vitamin C trong quả chanh tươi giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Quả chanh đã được chứng minh là có khả năng giảm huyết áp cao, yếu tố chính dẫn đến bệnh tim mạch, tăng sản xuất các tế bào bạch cầu giúp bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Và đây là toàn bộ phần chanh mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Và bây giờ, cách làm nước ép thanh lọc gan. Chúng ta sẽ cho tất cả các nguyên liệu này vào một nồi nhỏ và thêm vào đó là 800ml nước. Cho lên bếp và nấu trong khoảng thời gian 10 phút. Sau khi các bạn đã nấu được 10 phút như thế này, các bạn hãy tắt bếp và để cho nó thật nguội nhé. Khi nó đã nguội như thế này rồi, các bạn hãy chuẩn bị một hũ thủy tinh đã được tiệt trùng sẵn, rót đồ uống vào bình. Chúng ta sẽ cần một chiếc bình nhỏ và một cái rây lọc. Lọc thức uống thanh lọc gan như thế này, chiết vào một cái lọ. Mình sẽ không đổ quá đầy nắp vì mình sẽ thêm vài lát chanh vào sau đó.
Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Các bạn hãy sử dụng hỗn hợp này trong vòng 7 ngày với liều lượng là 100ml trên 1 ngày. Khi sử dụng thì các bạn nên pha loãng từ 100 đến 200ml nước lọc nữa, uống vào buổi sáng. Nếu đối với người bình thường thì các bạn có thể uống trước khi ăn sáng, còn đối với những ai mà bị đau dạ dày thì các bạn có thể sử dụng sau ăn sáng. Nếu là trẻ nhỏ thì có thể sử dụng từ 10 đến 20ml trên một ngày. Khi uống thì pha thêm nước ấm để sử dụng, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Thức uống này các bạn nên duy trì liên tục trong 7 ngày, uống vào buổi sáng trước khi ăn sáng nhé. Bạn sẽ thấy sự thay đổi rất tích cực từ cơ thể của mình. Bạn nghĩ sao về thức uống này? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng được biết nhé. Nếu thích cách làm này, hãy chia sẻ nó tới bạn bè, người thân để mọi người cùng xem và sử dụng nhé. Hãy bấm like và bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều video về chăm sóc sức khỏe mới nhất của mình. Nếu thấy video này thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới của video này. Sẽ ra sao nếu như bạn ăn quả lựu mỗi ngày? Đang là mùa lựu nên bạn nên cân nhắc để sử dụng loại quả tuyệt vời này nhé. Quả lựu không chỉ thơm ngon mà còn đem đến vô số các lợi ích sức khỏe rất tuyệt vời. Lựu có tác dụng rất lớn trong việc ngăn ngừa ung thư, hỗ trợ miễn dịch, tăng khả năng sinh sản của phụ nữ. Ngoài ra thì trái lựu còn chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa giúp cơ thể của bạn chống lại virus và ung thư. Bạn biết không, đây là một loại quả cung cấp một nguồn vitamin rất dồi dào, đặc biệt là vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B9 hay còn gọi là acid folic. Không những thế, loại trái cây này rất tuyệt vời, còn chứa hàm lượng chất chống oxy hóa nhiều gấp 3 lần so với rượu vang và trà xanh. Thật tuyệt vời đúng không nào? Vậy thì quả lựu có những tác dụng gì mà được bác sĩ khuyên bạn nên sử dụng vì tác dụng thần kỳ mà lựu có thể mang lại cho sức khỏe? Không những vậy, trong video ngày hôm nay sẽ chia sẻ tới bạn hai mẹo bóc lựu cực nhanh khiến cho việc ăn lựu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết chỉ với một chiếc thìa nhỏ. Còn bây giờ, cùng theo dõi video này của mình nhé. Có rất nhiều mẹo hay và thông tin hữu ích sẽ chia sẻ tới bạn. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Trong một phút thì bạn sẽ bóc xong được một cái đĩa lớn như thế này đấy. Nếu các bạn yêu thích quả lựu thì đừng bỏ lỡ những cách làm như thế này nhé. Nếu không làm thành thạo mẹo nhỏ này thì khi bạn bóc lựu, bạn chỉ có thể dùng tay để bóc từng chút một như thế này. Móng tay rất dễ bị chảy xước, đặc biệt là nếu như móng tay của bạn rất ngắn giống như mình mà bạn sử dụng tay để bóc như thế này thì phần thịt ở tay sẽ rất đau, còn rất dễ vương vãi khắp nơi làm cho hạt lựu bị vỡ. Không những vậy, nó còn không hợp vệ sinh mà còn lãng phí nữa đấy. Rất nhiều người thấy phiền phức nên mặc dù nó rất tốt cho sức khỏe nhưng lại rất lười ăn. Nên hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn hai mẹo để gọt lựu giúp cho lựu giữ nguyên vẹn được hình dạng của nó. Các bạn hãy cùng học với mình nhé. Hãy chuẩn bị một quả lựu như thế này. Sử dụng dao để bổ đôi quả lựu theo chiều ngang. Nhẹ tay một chút, vừa đủ để nhìn thấy hạt lựu, không khía sâu quá, nếu không nó sẽ làm vỡ hạt lựu. Bây giờ thì chúng ta sẽ bẻ nhẹ quả lựu tách ra làm đôi như thế này. Chúng ta sẽ cần chuẩn bị một cái thìa và bàn tay của bạn thôi. Bạn hãy xòe bàn tay của mình ra hình móng vuốt đại bàng như thế này. Không nên khép lòng bàn tay lại như vậy, nó sẽ không có chỗ để cho hạt lựu rơi ra. Bây giờ các bạn hãy đặt nửa quả lựu lên tay như thế này và lấy thìa đập nhẹ nhàng lên phía vỏ lựu ở phía ngoài. Nó sẽ làm cho hạt lựu rơi ra một cách dễ dàng. Các bạn hãy nhìn này, nó dễ dàng bong ra. Bạn có thấy cách làm này đơn giản hay không? Và bạn biết không, đây là một trong những loại quả giúp bạn làm giảm các vấn đề về tim mạch rất hiệu quả. Nó giúp duy trì lượng máu chảy thông suốt trong cơ thể, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Nước ép lựu cũng giúp làm giảm nguy cơ đau tim hay đột quỵ. Và các thành phần chống oxy hóa chứa trong loại trái cây này sẽ giúp cho cơ thể của bạn giảm đáng kể lượng cholesterol xấu, đồng thời làm loãng những cục máu đông và giúp giữ động mạch hoạt động và lưu thông được tốt hơn. Không những vậy, đây còn là một trong những loại quả được các bác sĩ khuyến cáo là rất tốt cho những người đang bị chứng thiếu máu.
Bởi vì lựu là một nguồn cung cấp chất sắt rất tuyệt vời cho máu, nó làm giảm các triệu chứng thiếu máu bao gồm như là mệt mỏi, chóng mặt, suy nhược và suy giảm khả năng nghe. Chúng ta có thể duy trì lưu lượng máu khỏe mạnh trong cơ thể bằng cách tiêu thụ thường xuyên với nhiều cách ăn uống. Nhiều cách như là ăn này, hay uống nước ép hoặc là làm sữa chua. Bạn thấy không, với cách làm như thế này, các bạn sẽ lấy phần hạt lựu rất đơn giản ra phía ngoài, nhưng thỉnh thoảng thì vẫn còn một vài hạt nó chưa rơi ra khỏi, thì các bạn chỉ cần lấy tay nhẹ nhàng và bóc nó ra là được, không hề lãng phí một chút nào cả. Và khi mà chúng ta sử dụng thì các bạn chỉ cần sử dụng thìa để ăn nó thôi, hoặc là sử dụng ngay cái phần hạt lựu như thế này làm nước ép lựu, rất là tiện lợi. Và bây giờ thì hãy chuyển sang cách thứ hai nhé. Bạn có thấy những góc lồi của quả lựu như thế này hay không? Đây chính là phần mà chúng ta sẽ khía vào để giúp tách quả lựu được dễ dàng hơn. Các bạn hãy cắt bỏ phần đầu của quả lựu đi như thế này nhé. Sau đó thì khía múi như thế này. Đây cũng là một cách tách lựu rất là đơn giản. Tuy nhiên, mình thì mình thấy cách đầu tiên sẽ là đơn giản nhất đấy. Và lựu cũng là một trong những loại quả giúp cho bạn giảm viêm xương khớp. Nếu những ai đang mắc các chứng bệnh về xương khớp thì nên sử dụng loại quả này thường xuyên hơn. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên bạn là việc tiêu thụ nước ép lựu thường xuyên giúp giảm nhẹ mức độ của nhiều bệnh khác nhau, trong đó có viêm khớp. Việc uống nước ép lựu thường xuyên có thể giúp hỗ trợ điều trị khỏi các tổn hại do sự dày lên và xơ cứng ở trong sụn khớp. Ngoài ra thì nước ép lựu còn có khả năng là ngăn chặn việc tạo ra các enzyme gây phá vỡ các mô liên kết trong cơ thể. Sau khi các bạn đã tách xong như thế này rồi, các bạn hãy sử dụng tay và tách hết phần vỏ ra nhé. Dùng thìa gõ nhẹ ở phía ngoài và có thể hoàn thành như cách 1. Và bây giờ sau khi đã biết được hai cách như vậy rồi, các bạn có còn sợ ăn lựu nữa hay không? Chắc chắn là không rồi đúng không nào? Bởi vì mình sẽ giới thiệu với bạn đó là loại quả giúp bạn giảm những biến chứng của bệnh tiểu đường rất hiệu quả. Theo các chuyên gia sức khỏe thì đối với những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường thì việc uống nước ép lựu có thể giúp họ giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành ở những vị trí khác nhau. Đồng thời chúng cũng có tác dụng làm giảm xơ cứng động mạch, hạn chế sự phát triển của các bệnh lý về tim mạch. Trên đây là hai cách bổ lựu rất đơn giản mà bạn có thể làm được, không những giúp bạn ăn ngon hơn mà nó còn là một trong những loại quả cực kỳ bổ dưỡng cho sức khỏe mà bạn nên sử dụng thường xuyên. Như các bạn thấy đấy, nước ép trái cây có màu xanh không phải là một lựa chọn lành mạnh duy nhất cho cơ thể. Thêm một quả lựu vào chế độ ăn uống của bạn có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và các bệnh viêm nhiễm. Bạn có thể sử dụng nước ép lựu hay ăn một quả lựu mỗi ngày cũng là một lựa chọn rất tuyệt vời để có được hàm lượng chất dinh dưỡng tối ưu, đồng thời làm tăng lượng chất chống oxy hóa có sẵn cho cơ thể. Bạn nghĩ sao về loại quả này? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng được biết nhé! Tuy có rất nhiều các giá trị lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên mỗi tuần các bạn chỉ nên ăn từ 3 đến 4 quả lựu như thế này, không nên ăn quá nhiều các bạn nhé. Nếu thích cách làm này, hãy chia sẻ nó tới bạn bè, người thân để mọi người cùng xem và sử dụng nhé. Hãy bấm like và bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều video về chăm sóc sức khỏe mới nhất của mình. Nếu thấy video này thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới của video này.